Vì sao tuổi 60 càng sớm càng hưởng thì càng tổn thọ đi sớm? Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với bờ tỉnh thức trong chuyên mục lời khuyên sức khỏe. Sinh ra làm kiếp con người thì mỗi người một số mệnh, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Ấy thế nhưng ai cũng phải đối mặt với quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Một đời người nói dài cũng không phải, mà nói ngắn thì cũng không đúng. Vì sao nhiều người thấy dài? Có lẽ vì cuộc sống của người đó quá khó khổ và phải trả quá nhiều nợ đời chăng? Còn vì sao nói ngắn? Hẳn là cuộc sống của người đó quá đủ đầy sung sướng và được hưởng thụ những thứ tốt đẹp. Ấy thế nên hưởng chưa được bao lâu thì thấm thoát đã già bệnh, cho nên mới thấy cuộc đời nó ngắn ngủi. Vậy nhưng có người lại nói rằng ở đời trong cái ngắn sẽ có cái dài, và trong cái dài sẽ có cái ngắn. Trong cái sướng sẽ có cái khổ, và trong cái hưởng sẽ có cái phải chịu đựng. Mọi thứ đều có cái giá của nó, càng sướng càng hưởng thì càng tổn thọ đi sớm. Quý vị và các bạn thân mến, hãy cùng bờ tỉnh thức đi tìm hiểu vì sao lại như thế. Vậy đâu là cách sống chuẩn mực? Rốt cuộc phải sống thế nào mới không uổng phí một đời? Sau khi xem xong video, quý vị sẽ biết được tất cả câu trả lời, biết dưỡng tinh khí thần, biết thay tư tưởng đổi cuộc đời, sống một đời ung dung tự tại và trường thọ cùng con cháu. Đây cũng chính là bài pháp cuộc đời dành tặng cho những ai đang đi tìm kiếm giấc ngủ ngon, bình yên hạnh phúc trong tâm hồn và ý nghĩa của cuộc đời này. Trước khi đến với thuật dưỡng sinh của ngày hôm nay, chúng ta hãy đến với một tấm gương trường thọ. Hãy xem bí quyết của cụ là gì. Cụ Nguyễn Thị Thời năm nay đã 102 tuổi và là minh chứng sống động cho một cuộc đời hạnh phúc, đơn giản mà đủ đầy. Mỗi ngày, cụ dậy từ 5 giờ sáng, tự vệ sinh cá nhân, sau đó dùng gậy đi dạo quanh giường, quét nhà và cùng gia đình ăn sáng. Cụ Thời sống cùng 4 thế hệ trong gia đình và được chăm sóc bởi người con trai thứ là ông Nguyễn Hồng Trinh 60 tuổi. Cụ ăn 3 bữa một ngày, mỗi bữa một bát cơm với thịt, cá, rau. Và đặc biệt, cụ thích xương hầm mềm và rau xanh. Không có chế độ dinh dưỡng riêng biệt, cụ thường ăn uống hòa đồng cùng con cháu. Cụ Thời yêu thích việc tự thân vận động, hòa mình vào cuộc sống gia đình, chia sẻ bữa ăn cùng mọi người. Hàng ngày, khi con cháu đi làm, cụ vẫn tự làm việc nhà như quét dọn, hái rau hoặc đi thăm hàng xóm. Tư tưởng của cụ là sự độc lập và không ỷ lại vào người khác. Cụ có 11 người con, người lớn nhất đã hơn 80 tuổi và thằng út cũng đã 50. Cụ tự hào về tình cảm đoàn kết, yêu thương trong gia đình. Mọi thành viên đều sống ở gần nhau và thường xuyên tụ họp, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Cụ chưa bao giờ cảm thấy phiền lòng về các con, cháu hay chắc. Cho nên, việc có được một gia đình hạnh phúc, biết tùy duyên và rộng lượng là yếu tố quan trọng giúp cụ Thời sống thọ. Dù 102 tuổi, cụ Thời vẫn đi lại bình thường, với sự trợ giúp của cây gậy. Tinh thần cụ vẫn còn rất minh mẫn, giao tiếp lưu loát và thỉnh thoảng rất hài hước. Tuy nhiên, thính giác của cụ không còn tốt, cần phải nói to hoặc gần tai khi giao tiếp. Cụ Thời chia sẻ rằng bí quyết sống lâu không phải là điều gì phức tạp, mà nằm ở việc ăn uống đúng giờ, làm việc phù hợp với sức khỏe, luôn giữ tinh thần lạc quan vui vẻ và biết buông bỏ mọi mâu thuẫn. Đó chính là chìa khóa giúp cụ sống thọ đến ngày nay. Cuộc sống điều độ, hạnh phúc của cụ đã trở thành tấm gương sáng cho nhiều người học hỏi và noi theo. Vâng, qua câu chuyện chúng ta thấy được một sự thật, đó là dưỡng thân mà không dưỡng tâm thì cũng không thể nào sống thọ. Vì mọi thứ cần phải cân bằng và hỗ trợ cho nhau. Nếu chỉ lo ăn uống bồi bổ, kiêng khem và kén chọn thực phẩm
mà không dưỡng tâm tánh mỗi ngày thì khó thọ qua 60 tuổi, chứ đừng nói đến trường thọ. Vì dưỡng thân mà không dưỡng tâm thì u mê và sẽ luôn bất hạnh, còn dưỡng tâm mà không dưỡng thân thì cần nhớ câu có thực mới dựt được đạo. Có thực là thực phẩm đủ dinh dưỡng cân bằng, và có thực hành tu dưỡng, sửa mình mỗi ngày. Cho nên dưỡng sinh để sống lâu sống khỏe thì ai cũng mong muốn, nhưng ít người hiểu được bản chất của nó. Tới đây, hẳn bạn đã thấy sức mạnh của yếu tố tinh thần, tư tưởng và suy nghĩ tích cực đối với tuổi thọ rồi đấy. Quý vị và các bạn thân mến, hẳn là trong cuộc sống, chúng ta đã từng băn khoăn về những điều này. Vì sao người ta đặt lưng lên giường chỉ sau 2 phút là ngáy khò khò, còn mình thì lăn lộn cả 2 tiếng đồng hồ, uống thêm cả thuốc hỗ trợ mà vẫn thức trong trong, rồi giật giờ tới đầu sáng. Vì sao cũng cùng cảnh con cái không được như ý, mà người ta thì vẫn có thể vui vẻ lạc quan, còn mình thì chỉ cần một câu nói lỡ lời, một hành động không như ý thì cứ suy nghĩ và cắn rứt mãi. Vì sao người ta không có điều kiện như mình, nhưng họ lại có thể vui vẻ và hạnh phúc như vậy, còn mình thì luôn thấy cuộc sống nặng nề, suốt ngày mệt mỏi với đủ thứ chuyện. Dân, đó là do mình còn thiếu một phần tu tưởng, tâm chưa đủ rộng lượng bao dung, và chưa mang theo 3 chữ tha thứ, bao dung và rộng lượng. Vì khi mang bên mình là sẽ được cho mình trước, rồi người xung quanh mình được hưởng sái mà thôi. Vì sao phải học cách tha thứ, bao dung và rộng lượng với bản thân mình trước tiên? Xin thưa, bên trong mỗi cá nhân luôn ẩn chứa nhiều khía cạnh và tính cách khác nhau. Mặt này giúp ta trở nên tốt đẹp và vui vẻ, trong khi mặt khác có thể khiến ta trở thành người ích kỷ và xấu xa. Sống trên đời, không ai là hoàn hảo, chúng ta ai cũng có những sai lầm và thất bại nhất định. Nhưng việc tha thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Khi ai đó làm bạn tổn thương, bạn cần phải rất bao dung và rộng lượng, sẵn sàng gạt cái tôi của mình sang một bên để chấp nhận một lời xin lỗi chân thành. Thế nhưng, nếu người bạn cần tha thứ lại là chính mình thì sao? Chẳng phải ta có thể tha thứ cho người mà lại luôn thấy khó khăn hơn khi phải tha thứ cho mình sao? Có một câu chuyện kể về một người làm giường thế này. Trên con đường tìm hạnh phúc, ông đã trồng nên một khu giường thanh thản. Trong giường thanh thản thơm ngát ấy có rất nhiều bông hoa, trong đó có một loại hoa mang tên tha thứ. Người làm giường rất yêu quý loại hoa tha thứ này và rất hào phóng. Bất kỳ ai gây tổn thương đến ông sẽ tặng họ một đóa hoa tha thứ. Vì vậy, dù những khách ghé khu giường có ném vào bất cứ thứ gì, dù có giận dữ, ghen tức, châm chọc, ác ý, thì khi ra về, họ vẫn cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng. Người làm giường rất vui mừng về điều đó. Tuy nhiên, sau nhiều năm trôi qua, người làm giường vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc. Dù đã cố gắng trao cho người khác bao nhiêu đóa hoa tha thứ, thì khu giường thanh thản của ông dường như vẫn thiếu điều gì đó. Quả thực, người làm giường đã quên đi rằng ông cũng cần giữ lại một đóa hoa tha thứ dành cho chính bản thân mình. Có lẽ vì vậy, ông đã không hiểu cách tha thứ cho bản thân. Bạn đã từng trải qua cảm giác giống người làm giường trong câu chuyện trên chưa? Dù bạn cố gắng sống tốt mỗi ngày, nhưng tâm hồn bạn vẫn chưa thực sự thanh thản và bình yên. Có thể mỗi người chúng ta đều cần học một bài học về sự tha thứ, đó là học cách tha thứ cho chính mình. Bởi trong cuộc sống, nếu có ai đó làm sai với bạn, thông thường bạn cần nhận một lời xin lỗi và sau đó quyết định có tha thứ hay không. Nhưng nếu bạn là người đã làm sai, thì sao? Chúng ta nên làm gì khi đã làm tổn thương người khác hoặc phạm phải những sai lầm mà không thể xóa đi cảm giác tội lỗi? Dân, trong quá khứ, có thể bạn đã từng làm những việc sai trái và bạn luôn cảm thấy day dứt lương tâm.
Có thể bạn đã cầu xin sự tha thứ từ người khác, nhưng kể cả khi người khác đã tha thứ rồi, thì chính bạn lại không thể buông tha cho mình. Đó chính là cõi địa ngục trong tâm trí bạn. Nó hành hạ, nó khiến ta ăn năn hối hận, day dứt mãi mà không dừng được, phải không? Ai cũng nói yêu thương bản thân, yêu thương mọi người. Nhưng yêu thương thực sự là gì? Dân, người biết yêu thương bản thân không chỉ biết cách tha thứ cho người, mà còn biết cách tha thứ cho chính mình. Cho nên mới nói, kẻ nào không thể tha thứ cho mình sẽ là người đáng thương nhất. Vì không tha thứ cho người là ta đang muốn sung sướng hưởng thụ cảm giác cái tôi mạnh mẽ, ta có lòng tự trọng cao, ta có quyền lực để giận dữ. Và quan trọng hơn, ta muốn chứng tỏ cho người khác biết ta không phải hạng dễ dãi như vậy. Những cảm giác này, lúc tận hưởng thì sung sướng thật, oai thật đấy, nhưng sẽ khiến chúng ta khổ đau hoài. Vì tức giận người khác là đem tội lỗi của người mà trừng phạt tâm trí đầu óc của mình, triền miên không ngừng suy nghĩ cả đêm rồi mất ngủ. Sau đó sáng mai thức dậy, dù bình minh có bình an thế nào, ánh nắng có ấm áp ra sao, thì trong lòng ta vẫn đang dậy sóng, cuốn lại những chuyện của ngày hôm qua. Và có những người luôn giữ thói quen hưởng thụ cảm giác sướng kiểu này từ năm này qua năm khác, cho tới một ngày ung thư gan, ung thư dạ dày hay đến này đột quỵ mới nhìn lại mà buông xuống được. Nếu như ta biết tha thứ và rộng lượng ngay lúc đó, cái tôi bản ngã của ta không to khổng lồ lên, thì có lẽ ta đã được hưởng bình an tự tại và trường thọ rồi. Cho nên tôi khuyên bạn, đừng nên sung sướng vì mình thắng người, đừng nên hưởng thụ cảm giác bản ngã phình to như vậy, bạn sẽ khổ đau và cô độc cả đời. Chân lý là, khi tha thứ được cho người là bạn đã thoát ra khỏi địa ngục, còn biết tha thứ cho mình là bạn đã ở thiên đường cực lạc rồi. Các cõi đó không ở đâu xa, mà nó nằm ngay trong tâm mỗi người. Đi vào cõi nào là do bạn quyết định và lựa chọn mà thôi. Bạn hiểu ý tôi không? Nếu ai chưa làm được, tôi có 7 bước để bạn tha thứ cho bản thân là: 1. Hiểu cảm xúc của mình. Việc nhận thức được những cảm xúc mà bạn đang trải qua là một phần quan trọng trong việc học cách tha thứ cho bản thân. Việc xác định và hiểu cảm xúc của bạn có thể giảm bớt được cảm giác tội lỗi, dằn vặt và xấu hổ. Đó chỉ là cảm giác nhất thời, có đến sẽ có đi. Cho nên chúng ta đừng dính mắc vào nó, để rồi tự giam hãm chính mình trong cái lồng giam của lương tâm không có thật đó. 2. Chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Tha thứ không chỉ là gác lại quá khứ và bước tiếp, mà còn là chấp nhận sự thật và thể hiện lòng trắc ẩn với bản thân. Bằng cách chấp nhận những hành động sai trái mà mình đã làm, bạn có thể tránh được những cảm xúc tiêu cực như hối hận hay xấu hổ quá mức. 3. Đối xử với bản thân bằng sự tử tế và từ bi. Tha thứ cho bản thân đòi hỏi bạn phải đối mặt với hành động của mình và thể hiện sự hối hận về những gì đã xảy ra. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải biết cách đối xử tử tế với chính mình như cách bạn đối xử với người khác. Cố gắng không phán xét bản thân, mà thay vào đó hãy từ bi, khoan dung với chính mình, trong khi vẫn thừa nhận rằng bạn đã mắc sai lầm và muốn làm tốt hơn trong tương lai. Hãy tự nhủ với chính mình như thể bạn đang nói chuyện với một người bạn để giải tỏa mọi cảm xúc tiêu cực. Chỉ đơn giản vậy thôi, bạn cũng đã tự thoát ra khỏi địa ngục của lương tâm rồi. Vì nhân vô thập toàn, chúng ta cũng chỉ là con người, không phải thần thánh gì, nên việc phạm sai lầm là không thể tránh. Nhưng sai lầm cũng có ý nghĩa của nó khi giúp ta biết đâu là đúng, đâu là thứ phải cải thiện về sau. Và chính những sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành và tốt lên mỗi ngày. 4. Thể hiện sự hối hận cho những sai lầm của bạn. Khi bạn làm việc gì đó sai trái, bạn cảm thấy tội lỗi là điều hoàn toàn bình thường.
thậm chí đây là một cảm xúc lành mạnh. Những cảm giác tội lỗi và hối hận có thể là bàn đạp tốt để bạn thay đổi hành vi tích cực. Hãy nhớ rằng, việc mắc sai lầm không khiến bạn trở thành người xấu hay làm giảm giá trị nội tại của bạn. 5. Sửa đổi và xin lỗi. Sửa đổi là một phần quan trọng của sự tha thứ. Cũng giống như bạn khó có thể tha thứ cho một người đến khi họ sửa sai hay cải thiện tình hình. Và việc tha thứ cho bản thân cũng vậy. Xin lỗi nếu cần thiết, và hãy tìm cách để bạn có thể bù đắp cho bất cứ ai mà bạn đã làm tổn thương, bao gồm cả chính bạn. 6. Rút kinh nghiệm trong tương lai. Tất cả chúng ta đều có những sai lầm và ít nhiều cũng mang lại cảm giác hối lỗi. Việc rơi vào cái bẫy của sự phán xét, tự hận bản thân hoặc thậm chí là thương hại chính mình có thể gây tổn thương đến sức khỏe. Biết tha thứ cho bản thân đồng nghĩa với việc bạn cần tìm cách học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ và trưởng thành hơn sau mỗi lần như vậy. 7. Cố gắng làm tốt hơn là được. Tha thứ cho bản thân cũng có nghĩa là nỗ lực để trở nên tốt hơn trong tương lai. Khi đối mặt với những tình huống tương tự, hãy suy ngẫm về những cảm giác mà bạn đã trải qua trong quá khứ. Thay vì cảm thấy tội lỗi về những gì đã qua, hãy nhắc nhở bản thân về những gì bạn đã học được để tránh lặp lại việc đó trong tương lai và cố gắng làm tốt hơn là được. Chỉ khi bạn hiểu đến đây và biết cách tha thứ mọi tội lỗi của mình trong quá khứ thông qua 7 bước vừa rồi thì mọi bí quyết dưỡng sinh mới bắt đầu có tác dụng. Bởi đến bản thân mình là quan trọng nhất, là ý nghĩa của vạn sự trên đời này, mà còn không tha thứ được thì còn có thể yêu thương hay tha thứ cho ai? Sự thật là dưỡng sinh là tích lũy dương khí và nâng cao tần số rung động của mình để sống một đời nhẹ nhàng và trường thọ. Cho nên, nếu bản thân quý vị đang làm nô lệ cho thất tình lục dục hay hỷ nộ ái ố tham sân si ngút trời, thì dưỡng sinh cũng như đổ nước vào thùng không đáy mà thôi. Quý vị hiểu ý tôi không? Vâng, nếu hiểu rồi, tôi mời chúng ta tìm hiểu chi tiết về hai chữ dưỡng sinh. Đây là từ đã xuất hiện trong rất nhiều video trên kênh và quý vị đã từng nghe qua nhiều lần rồi. Vậy dưỡng sinh là gì? Xin thưa, dưỡng sinh là phương pháp rèn luyện nhằm nâng cao sức khỏe và chất lượng sống. Các phương pháp tập luyện dưỡng sinh xuất phát từ nhu cầu của con người trong mọi cộng đồng văn hóa. Từ Đông sang Tây, dưỡng sinh luôn được coi là bí quyết để sống khỏe, trường sinh bất tử và cải lão hoàn đồng. Theo đó, dưỡng sinh bao gồm 3 nội dung cơ bản. Một là dưỡng thể hay cơ thể, đây là chế độ dinh dưỡng và rèn luyện về thể chất, bao gồm cả thể hình và thể lực. Ngoài ra, nó còn giúp phát triển năng lực vận động của con người. Hai là dưỡng tâm hay tâm trí, đây là việc rèn luyện các phẩm chất tinh thần và đạo đức, cùng với việc xây dựng mối quan hệ xã hội, ứng nhân xử thế. Ba là dưỡng trí hay trí tuệ, đây là việc rèn luyện trí não nhằm duy trì năng lực trí tuệ và khả năng tư duy sáng tạo. Từ đó mới thấy, để sống lâu sống thọ thì cần 3 thứ. 1 là ăn uống cân bằng để nuôi dưỡng cơ thể khỏe mạnh. 2 là nuôi dưỡng tâm hồn để sức khỏe được ổn định và tránh mọi bệnh tật. 3 là nuôi dưỡng trí tuệ để nhìn thấu cuộc đời, tránh được mọi sai lầm gây ảnh hưởng đến thân thể và tâm trí chúng ta. Còn về phương pháp tập luyện thì dưỡng sinh chính là luyện tam bảo trong thân thể, gồm tinh, khí và thần. Vậy tinh khí thần là gì? Vì sao nói nó là báu vật quan trọng đối với tuổi thọ? Xin thưa, bởi vì cái gọi là bản chất, khí và tinh thần thực chất là sự tổng hợp ở mức độ cao của các chất cơ bản, hoạt động chức năng và hoạt động tinh thần tạo nên cơ thể con người. Sinh mệnh chẳng qua là 3 báu vật tinh thần, khí lực.
Nếu không có ba báo vật này thì sẽ không có sự sống. Thứ nhất là tinh hay tinh chất. Dân có câu thượng đan điền là rễ của tính, hạ đan điền là đài nâng mệnh. Một bậc chân nhân nói, người ta khi ở trong bụng mẹ, uống rốn nối liền với rốn mẹ, mẹ thở thì con thở, mẹ hít thì con hít. Nguồn dưỡng chất từ mẹ chuyển đến nuôi sống thai nhi. Đến lúc sinh ra, các cuốn rốn đi phải tự hô hấp, lại nhận một chút khí phàm của mẹ cha ở hạ đan điền và gửi ở thận. Khí toàn thân đều thịnh dưỡng từ đây như nước đổ về đông. Vì vậy, hạ đan điền dưới rốn là nền tảng của mệnh. Vậy tinh là gì? Tinh là các chất tinh hoa nuôi dưỡng con người. Cơ thể là một bộ máy trao đổi chất với thiên nhiên bằng cách ăn uống và hít thở. Các chất ăn uống qua tiêu hóa thành cốc khí, không khí được hít thở, cung cấp tông khí qua bộ máy hô hấp. Khí từ đồ ăn uống và khí hít thở do hô hấp sẽ kết hợp cùng trở thành tinh chất nuôi cơ thể. Các cơ quan, các tạng như tâm, can, tỳ, phế, thận dùng các tinh chất ấy nuôi cơ thể, đồng thời tạo thành các chất tinh túy, tinh hoa. Tạng hàm nghĩa là kho tàng, là cơ quan tàng trữ các chất tinh hoa. Ở giai đoạn này, các tinh hoa là chất dự trữ để điều hòa các hoạt động của bản tạng. Phần tinh hoa của mỗi tạng dư thừa sẽ được chuyển vào thận. Thận là tổng kho các thứ tinh, thận tàng tinh và liên quan đến tủy trong cột sống và não. Não được gọi là biển tủy. Tinh của thận chuyển hóa lên tủy, tới não để nuôi tủy não. Tinh ở thận cũng tạo thành tinh sinh dục. Tóm lại, tinh trong bản thể là chỉ tất cả các chất dinh dưỡng trong cơ thể con người được chia thành bẩm sinh và tích trữ được. Tinh ở đây là chất tinh hoa, bao gồm cả tinh sinh dục, chứ không phải là chỉ là tinh sinh dục. Tinh chất là nguồn nuôi dưỡng cơ thể, được lấy từ đồ ăn thức uống hàng ngày. Tinh chất bẩm sinh là tinh tiên thiên do di truyền từ cha mẹ khi sinh ra. Tinh hậu thiên sinh ra trong quá trình sống và do nhiều yếu tố tạo thành, năng lượng ngoại sinh, năng lượng nội sinh, máu và các tinh chất do sự chuyển hóa của cơ thể, tất cả hợp lại mà thành. Các tinh chất do chuyển hóa của cơ thể, một phần tạo ra huyết, khí và các chất khác để các tế bào phát triển, còn một phần tạo ra tinh lưu trữ. Sau khi một người được sinh ra, chất dinh dưỡng do lá lách và dạ dày hấp thu từ thức ăn ăn vào được gọi là tinh hoa của tự nhiên có được. Sự chuyển hóa thành tinh hậu thiên diễn ra ở tủy sống và tủy của các xương lớn. Tinh chất chủ yếu do thận quản lý nên người ta thường gọi là tinh chất thận. Tinh do thận tiết ra, mà thận là chủ của thủy, nhận lấy tinh hoa của lục phủ ngũ tạng mà tích trữ. Cho nên ngũ tạng hưng thịnh thì tinh tràn đầy. Ngược lại, khi tinh khí tràn đầy thì các cơ quan nội tạng được khỏe mạnh, không bệnh tật và sống trường thọ. Tinh hội tụ ở hai tuyến thượng thận và lưu hành khắp cơ thể. Ta cần biết rằng hai tuyến thượng thận có rất nhiều chức năng, trong đó có chức năng tồn trữ và điều tiết tinh. Tinh tham gia mọi hoạt động của cơ thể, nhất là hoạt động của các tuyến nội tiết. Tinh lưu hành khắp cơ thể, giúp chống lại các yếu tố ngoại lai có hại cho cơ thể. Tinh ở trong con người được thể hiện qua những bộ phận hữu hình như da, lông, tóc, móng, gân, xương, cơ, mạch, tạng, phủ, các chất dịch như máu huyết, nước bọt, nước tiểu, nước mắt mũi, mồ hôi. Tinh là thức ăn thức uống đưa vào qua đường miệng, tất cả đều có nguồn gốc từ đất, nên còn gọi là địa khí. Tinh là chất hữu hình, gồm chất cứng và chất lỏng, giống như đất và nước. Đối với cơ thể con người, bản chất của tinh được biểu hiện ở bốn khía cạnh sau. 1. Liệu các chất dinh dưỡng được cơ thể con người hấp thụ có toàn diện hay không? Theo quan điểm dinh dưỡng hiện đại,
cơ thể con người cần hơn 42 loại chất dinh dưỡng. Nhưng cơ thể chúng ta không thể tổng hợp được những chất này mà phải đưa vào từ bên ngoài, nghĩa là phải đưa vào cơ thể. Dù thiếu đi một chất dinh dưỡng, cơ thể con người cũng sẽ có biểu hiện không khỏe mạnh và mất cân bằng. Cho nên, thức ăn của chúng ta phải đa dạng phong phú mới có thể có được dinh dưỡng toàn diện. 2. Lượng ăn vào có đủ không? Điều này cũng dễ hiểu. Ví dụ như đối với chất đạm, một người nặng 50kg, 33 tuổi, nhu cầu đạm trung bình hàng ngày của anh ta ít nhất là khoảng 45g. Chất này phải được lấy từ thực phẩm. Nếu thức ăn bạn ăn có chứa những chất đạm này thì gọi là đủ, nếu không thì gọi là thiếu hụt. Tất nhiên, yêu cầu đối với từng chất dinh dưỡng đều liên quan đến giới tính, độ tuổi, công việc và thể trạng. 3. Tỷ lệ giữa các chất có đáp ứng được nhu cầu của cơ thể hay không? Cơ thể con người hấp thụ chất dinh dưỡng theo một tỷ lệ nhất định. Ví dụ như tỷ lệ trong tổng lượng calo của protein nên là 10-15%, của chất béo nên là 20-30%, và của carbohydrate nên là 60-65%. Nếu lượng ăn vào vượt quá tỷ lệ này, cơ thể chúng ta sẽ không thể hấp thụ được, mà chỉ có thể chuyển hóa thành mỡ trong cơ thể và dự trữ. Thời gian trôi qua, nếu bạn làm điều này thường xuyên, bạn sẽ thấy mình ngày càng béo hơn và bệnh tật sẽ xuất hiện. 4. Cân bằng dinh dưỡng 3 bữa một ngày phải phù hợp với cường độ sống. Trong ngày, nên phân bổ lượng calo sao cho bữa sáng chiếm 25-30% tổng lượng calo trong ngày, bữa trưa chiếm 40% và bữa tối chiếm 30-35% thì sẽ phù hợp hơn. Có người bỏ bữa sáng và ăn no vào buổi tối là sai lầm. Hay nói cách khác, buổi sáng khi cơ thể cần chất dinh dưỡng thì bạn không cung cấp, buổi tối cơ thể không cần nhiều thì bạn tiêu thụ cho thật nhiều. Có lẽ về mặt khẩu phần ăn hàng ngày thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng do sự phân bố các chất dinh dưỡng theo trục thời gian không hợp lý, nên đây cũng là biểu hiện của tình trạng không đủ năng lượng và mất cân bằng dinh dưỡng. Cho nên tôi khuyên quý vị hãy ăn uống tùy duyên, biết cơ thể mình cần gì thì ăn thứ đó. Ăn cho đa dạng phong phú, nếm đủ mọi loại ngọt bùi cay đắng mới khỏe. Vì gia vị nào cũng có tác dụng của nó. Ví như vị chua thuộc mộc, vào tạng can, vị cay thuộc kim, vào tạng phế, vị mặn thuộc thủy, vào tạng thận, vị ngọt thuộc thổ, vào tạng tỳ, vị đắng thuộc quả, vào tạng tâm, chuộng vị nào sẽ bổ cho tạng đó. Mà vật cực tất phản, cái gì quá cũng không tốt. Có người nhìn thấy người khác đi xe hơi thì ước ao được sướng như vậy, mà không nhìn thấy nguy cơ teo chân hay suy giãn tĩnh mạch chân vì thiếu vận động. Có người khi nhìn thấy người khác suốt ngày ăn nhà hàng, ăn những của ngon vật lạ thì chỉ biết chép miệng ước ao, mà không nhìn thấy những bệnh như béo phì, huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu hay bệnh gút đang chờ đón họ. Có người thấy hàng xóm ở nhà lầu to đẹp thì chỉ biết ngước nhìn và ước, nhưng lại không nhìn thấy cái giá họ đã phải trả để xây nên nó. Chúng ta đã từng bao giờ thắc mắc vì sao một người ăn uống thanh đạm và hơi túng thiếu lại sống lâu sống khỏe? Trong khi đó, những người ăn sung mặc sướng, vật chất đủ đầy, lại toàn ung thư và đoản mệnh hay không? Vì phước báo là thứ hữu hạn, càng hưởng nhiều sẽ càng nhanh cạn nếu chúng ta không phục vụ chúng sinh khác để tích thêm. Đời người trí tuệ ở chỗ là biết cái gì hữu hạn mà tiết kiệm và biết cái gì là vô thường để mà không dính mắc vào thôi. Ví dụ, những người bản thân đã mắc bệnh béo phì, nhưng vì đồng tiền lợi nhuận, đã bất chấp sức khỏe để quay video ăn uống câu view, kết quả là ung thư gan đã cướp đi sinh mạng khi chưa vượt qua tuổi 40. Thật quá dại dột phải không? Cho nên quý vị hãy nhớ giúp tôi, ở đời khi ta hưởng thứ gì, thì thứ đó sẽ mất đi, ta được thứ này.
thì thứ khác sẽ mất đi tương ứng. Ta được vật chất thì sẽ mất tâm hồn, ta được sướng cái này thì sẽ phải chịu khổ cái kia. Khi ta khổ thì có người khác đang sướng, còn khi ta đang sung sướng thì sẽ có người đang khổ vì ta. Sướng trước thì khổ sau, và khổ trước rồi về sau ác sướng. Vì luật nhân quả luân hồi sẽ sớm đảo lại vị trí này. Cho nên vì sao đầu đời sinh ra ở vạch đích ngậm thì vàng, nhưng cuối đời ăn xin, lang thang trên phố một mình. Còn những người lúc sinh ra là bần hàn khó khổ, nhưng sau đó lại có thể thành tỷ phú hay chủ tịch. Đó là định mệnh an bài, hay do tư tưởng chỉ biết hưởng thụ mà không cống hiến. Sự thật mọi thứ trên đời này không gì ngoài hai từ nhân quả. Mà nhân quả thì luôn công bằng, không sai một ly một lai nào cả. Bạn gieo đi thứ gì, bạn khởi lên tâm gì, thì sẽ nhận về quả tương ứng. Cho nên, những gì chúng ta đang trải qua đều là do những nhân đã gieo đi trong quá khứ, hôm nay đã trổ quả. Số mệnh sinh ra cho bạn bao nhiêu phúc lộc, bạn hưởng thụ vô độ. Không biết tạo ra phúc lộc mới cho mình thì khi hưởng hết là ngày mạng vong. Và có cả những cảm giác tưởng chừng như tích cực vẫn có thể âm thầm rút ngắn đi tuổi thọ của bạn. Đó là vui vẻ quá, thích thú quá, sung sướng quá, cảm động quá hay say mê quá. Vì sao? Vì vui mừng quá thì hại tim, suy nghĩ quá hại tỳ, tức giận quá sẽ hại gan, buồn lo quá thì hại phổi, kinh sợ quá thì hại thận. Đây đều là những cảm xúc khiến cơ thể mất cân bằng và loạn khí. Vì sao ngày xưa những vua chúa chỉ lo hưởng thụ sung sướng, tìm kiếm khoái lạc, sống đời vô độ, đều yểu mệnh? Đó là khi gần nữ sắc mà dâng lên cảm xúc lân lân sung sướng hay say đắm mê mờ thì sẽ làm cho cảm xúc luôn thất thường, dẫn tới khí trong người loạn. Mà khí loạn thì huyết sẽ bẩn và khiến thần sắc xuống cấp. Nếu giữ thói quen này một thời gian dài thì ai mà sống thọ được? Quý vị thử ngẫm lại xem, vì sao nhiều danh y xưa lại khuyên nên ngủ riêng giường riêng chăn gối? Là vì tránh tức cảnh sinh tình mà phát sinh vô độ. Bởi vì mọi cảm xúc lên xuống sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tinh khí thần và rút ngắn đi tuổi thọ. Cho nên ăn theo sở thích, uống theo thói quen, hưởng thụ vì vui thú và sống vì cảm giác là những điều rút ngắn đi tuổi thọ của mình. Hãy ăn uống sao mà thấy khỏe, thấy vui, thấy bình yên trong tâm hồn thì bạn đang ăn đúng cách và uống đúng thứ cơ thể cần. Quý vị hiểu ý tôi không? Chia sẻ cho quý vị bài thơ dưỡng sinh này của cụ Hải Thượng Lãng ông về ăn uống. Vệ sinh ăn uống trước tiên, khuyên ăn thanh đạm, khuyên kiêng đậm nồng. Thức ăn dùng phải có chừng, ăn nhiều tán khí, biết phòng mới hay. Các vị mặn nồng đắng cay, ăn nhiều sinh bệnh. Chẳng sai đâu mà, đắng nhiều hại phế khô da, mặn nhiều tâm lạnh, máu đa phải ngưng. Quá chua can động rút gân, quá cay chai thịt, môi quăng hại tỳ. Ngọt nhiều cũng chẳng ích gì. Tỳ chen thận yếu, xương tê tóc cằn, vừa chừng gia vị thì nêm. Hễ người táo nhiệt, chớ quên kiêng dùng. Muốn cho ngũ tạng được yên, bớt ăn mấy miếng, nhịn thèm hơn đau. Thứ hai là khí. Khí là chỉ một dạng năng lượng ở trong cơ thể người và các sinh vật. Đó là dạng năng lượng sinh học. Khí là chất li ti khó thấy, như tinh khí của đồ ăn thức uống lưu hành trong thân thể. Khí còn là sức hoạt động của nội tạng, như khí lục phủ, khí ngũ tạng, khí huyết. Tinh chất tạo thành khí, khí làm cho cơ thể hoạt động. Ở đây, ta có thể hiểu khí theo nghĩa hẹp là năng lượng để tạo thành nội lực, làm cho cơ thể hoạt động. Ngược lại, khí hay nội lực làm cho bộ máy tiêu hóa và hô hấp hoạt động để chuyển hóa dinh dưỡng tạo thành tinh chất. Tinh là thứ vật chất, nếu không có khí trợ giúp, sẽ không chuyển hóa được. Khí là sự hoạt động sinh lý hay nội lực, và không có tinh chất, khí cũng không tiếp tục hoạt động được. Do vậy, theo thuyết âm dương,
Tinh thuộc phần vật chất là âm, khí thuộc phần phi vật chất là dương. Y học cổ truyền còn gọi là âm tinh và dương khí. Âm tinh là cơ sở phát sinh và nuôi dưỡng dương khí. Dương khí là động cơ làm cho âm tinh chuyển hóa. Hai thứ ràng buộc và hỗ trợ lẫn nhau, không thể thiếu một thứ nào. Sự yếu kém rối loạn của thứ này sẽ ảnh hưởng xấu đến thứ kia, từ đó gây nên bệnh tật trong cơ thể bạn. Khí chỉ sự hoạt động của nội lực, có thứ riêng theo từng bộ phận. Ví dụ, tỳ khí là sự hoạt động cơ năng của hệ tiêu hóa. Tâm khí là sự hoạt động cơ năng của hệ tuần hoàn tim mạch. Khí cũng có thứ chung của toàn thân, do khí của từng bộ phận hợp lại, chúng phải hoạt động nhịp nhàng và luôn cân bằng với nhau. Trong đó có sự hoạt động của hệ kinh lạc, được gọi là kinh khí. Tạng làm chủ của khí chung toàn cơ thể là phế hay phổi. Khí của một hai bộ phận yếu kém hoặc rối loạn sẽ hại tới khí chung toàn thân. Khí của toàn thân yếu kém và rối loạn sẽ dẫn tới cơ thể suy vong. Đông y chia khí trong con người thành nhiều loại: khí tiên thiên, khí hậu thiên, nguyên khí, dinh khí, vệ khí, tông khí, khí ngũ tạng, tà khí. Khí được hít thở qua mũi, trao đổi qua da, qua huyệt, tất cả đều có nguồn gốc từ khoảng không, nên gọi là thiên khí. Khí vô hình là lực đẩy, là áp suất để dẫn huyết. Nó có thể so sánh với phong đại trong tứ đại mà Đức Phật nhắc đến khi nói về cấu tạo cơ thể con người. Đó là cơ thể chúng ta được tạo nên từ bốn thành phần gồm đất, nước, gió, lửa. Nguyên khí là thành phần chính của thận tinh, còn tinh khí thu được chỉ có vai trò dưỡng sinh. Do đó khí thận do tinh thận chuyển hóa cũng chủ yếu là khí bẩm sinh, cụ thể là sinh khí. Thế nên một người trông có sức sống thì người ta sẽ nói đến tràn đầy sinh khí. Còn ngược lại sẽ là thiếu sức sống hay thiếu sinh khí. Thứ ba là thần. Thần chính là thái cực, là huyền bí của đại não, nơi cơ thể con người. Thần chủ đạo việc phối hợp khí hóa âm dương và là biểu hiện sức sống. Cho nên còn thần thì sống, mất thần thì chết. Thần sung mãn thì người khỏe mạnh, thần suy kém thì người yếu đuối. Thần là sự hoạt động về tinh thần, về sự hoạt động thần kinh, ý thức, cảm xúc và tư duy của con người. Thần là biểu hiện ra bên ngoài của tinh, khí, huyết và tân dịch. Thần còn là biểu hiện tình trạng sinh lý, bệnh lý của lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Trong cơ thể khi khí huyết thịnh vượng, lục phủ ngũ tạng điều hòa, thì tinh thần sung mãn. Thần là một dạng hoạt động đặc thù của khí. Nói cách khác, thần là sự biểu hiện tổng hợp cao cấp của khí. Khí nhờ tinh làm cơ sở, thì thần cũng nhờ tinh làm cơ sở. Khí và thần đều thuộc dương, nhờ vào tinh thuộc âm. Thần trở nên là một thực thể, có khả năng chi phối, luôn ảnh hưởng tới khí và tới sự hoạt động cơ năng của các cơ quan. Con người là động vật cao cấp, cho nên thần trong con người là tư duy, cảm xúc, phản xạ và vận động. Thần ở thân thể còn là thân nhiệt, là hoạt động điều hòa, là khí sắc, là sự nhạy cảm trong tâm lý, được gọi là nhân khí. Có thể so sánh thần với quả đại trong tứ đại đã được Đức Phật nhắc đến. Những cảm xúc tiêu cực đều có thể ảnh hưởng xấu đến sự hoạt động cơ năng của tạng phủ và sức khỏe của bạn. Ví dụ giận quá hại đến can, gây chứng mặt đỏ, nhức đầu, hộc máu. Tạng làm chủ, chứa thần là tâm. Cho nên những người lụy tình, thất tình thì mặt mày thường ủ rũ và mất hết thần sắc. Dân, quan hệ giữa bộ ba tinh khí thần trong mỗi cơ thể là mấu chốt chủ yếu để duy trì sự sống. Mạng sống của con người bắt đầu từ tinh, sống được là nhờ khí, mà chủ sinh mạng lại là thần. Để cho pháp luân thường chuyển thì khí sinh tinh, tinh dưỡng khí, khí dưỡng thần, rồi thần lại hóa khí.
tam bảo có quan hệ tác động tương hỗ lẫn nhau. Tinh là cơ sở của thần, khí từ tinh hóa ra. Thần là mặt biểu hiện của khí. Sự thăng trầm của tinh, khí, thần sẽ quan hệ đến sự mạnh yếu của thân thể, sự mất còn của sự sống. Vì thế cổ nhân mới gọi tinh khí thần là tam bảo, là ba món bảo bối, tức là nguồn gốc sinh mạng của con người. Nói cách khác, tinh là chất, là nguyên liệu, khí là động lực và thần là công năng. Ví dụ như khi bạn sử dụng nồi cơm điện để nấu cơm, thì tinh chất là nguyên liệu đầu vào. Đây là cơm, người không có cơm thì không thể nấu cơm. Và chất lượng gạo cũng quyết định mùi vị của cơm. Khí là động lực, một mặt nó ám chỉ điện, nếu điện áp không ổn định hoặc quá thấp thì nồi sẽ không hoạt động bình thường. Mặt khác, nó còn ám chỉ công suất của nồi cơm điện, công suất càng cao thì cơm chín càng nhanh được nấu chín. Nếu chức năng mạnh thì cơm hầm sẽ ngon, nếu chức năng yếu thì cơm sẽ bị nhão, thậm chí bị cháy khét. Với người có tuổi, để có sức khỏe, trường thọ, Cụ Hải Thượng Lãng ông đã luôn nhắc nhở, cần giữ gìn âm tinh, lửa dục nung nấu trong lòng, âm tinh hao kiệt, máu hồng cũng khô. 50 tuổi đã thấy suy, vì chân tửu sắc, khởi cư không cùng. Còn việc luyện khí hàng ngày, Cụ dạy thêm, hàng ngày luyện khí chớ quên, hít vào thanh khí, độc liền thải ra. Làm cho khí huyết điều hòa, tinh thần giữ vững, bệnh tà khó xâm. Từ đó, chúng ta mới thấy được tầm quan trọng của tinh khí thần trong phòng tránh bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, dù đã biết tầm quan trọng là như vậy, nhưng nhiều người vẫn bị cuốn vào dòng xoáy hối hả của cuộc sống và luôn cảm thấy cuộc sống ngột ngạt. Ngày thì phiền não chuyện con cái họ hàng và hàng xóm, đêm về thì mệt mỏi với việc mất ngủ, thế nên không hề tìm thấy bình an trong tâm hồn. Dù nhiều người đã cố loay hoay thoát ra, nhưng có vẻ càng tu thì nghiệp trổ càng nhiều, nghịch cảnh càng đến dồn dập. Vậy thì phải làm sao để tìm thấy bình an, để thấy đời không còn là bể khổ niềm đau? Vâng, mời quý vị nghe câu chuyện này. Có một người đàn ông luôn cảm thấy cuộc đời mình bất hạnh và chất chứa quá nhiều khổ đau. Anh luôn tự hỏi vì sao mình không thể tìm thấy niềm vui và sự bình yên trong cuộc sống. Một ngày, anh quyết định ra đi tìm đến một vị cao nhân đắc đạo. Anh hy vọng sẽ tìm được câu trả lời cho những băn khoăn trong lòng. Sau nhiều ngày bôn ba, băng rừng vượt núi, cuối cùng Thanh cũng tìm thấy vị cao nhân đó. Anh cúi đầu chào và mở lời hỏi hết một mạch: "Thưa Thánh nhân, tôi luôn thấy cuộc đời mình toàn đau khổ. Xin hỏi, vì sao có người sướng hay khổ? Vì sao chúng ta lại cần tu dưỡng? Và có tu dưỡng và không tu dưỡng thì khác nhau ở điểm gì? Cảnh giới sống trí tuệ nhất là gì? Và làm sao để đạt được điều đó trong cuộc sống đời thường?" Cao nhân nhìn anh, ánh mắt tràn đầy lòng từ bi và nhẹ nhàng trả lời: "Hãy để ta kể cho anh nghe về các cấp độ của sự tu dưỡng, từ thấp đến cao. Thực ra nó rất đơn giản, cũng giống như quá trình phát triển của một đứa trẻ. Đầu tiên là hạng phàm phu, cũng như đứa trẻ mới sinh. Đây là giai đoạn mà con người còn ngây thơ, không biết đến sự tu tâm, họ sống theo bản năng và không nhận thức được về đau khổ hay niềm vui thực sự. Tiếp theo, việc tu học giống như đứa trẻ tập đi. Ở cấp độ này, người ta bắt đầu nhận thức được về mặt tâm linh và bắt đầu hành trình tu tâm. Họ còn vấp ngã nhưng luôn cố gắng đứng dậy và nỗ lực hơn mỗi ngày." Cao nhân tiếp tục: "Sau đó là việc thực hành ăn chay niệm Phật thì giống như đứa trẻ mới biết đi. Ở đây, người ta đã có những bước tiến vững chắc trong việc tu tâm dưỡng tính. Họ bắt đầu thực hành các pháp môn như ăn chay, niệm Phật, trì chú, tìm hiểu kinh sách. Họ bắt đầu hiểu rõ hơn về con đường tu tâm của mình, nhưng chưa biết áp dụng hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày. Tiếp theo,
biết buông bỏ và sống tùy duyên lại giống như đứa trẻ đã biết chạy. Ở giai đoạn này, người ta đã hiểu được giá trị của việc buông bỏ, không còn bám víu vào những ham muốn và giảm được rất nhiều phiền não và khổ tâm. Họ sống hòa mình với cuộc sống, chấp nhận và tận hưởng mọi điều trong hiện tại mà không còn bị ràng buộc bởi quá khứ hay lo lắng về tương lai. Cuối cùng, cao nhân mỉm cười, nói cảnh giới cao nhất là sống với tâm không và hiểu được nhân quả. Lúc này người ta sẽ giống như đứa trẻ trưởng thành, biết cần phải đi đâu, nên chỉ cần ngồi trên xe để đến nơi mình cần đến mà không phải vất vả thân tâm. Lúc này, người ta đã hiểu rõ về nhân quả, sống một cuộc sống không bám chấp, không phiền não. Tâm hồn như bầu trời rộng lớn, tự do và bình yên tự tại. Người ấy sẽ biết rằng tất cả mọi thứ trên đời đều nằm ở cách sử dụng và không bị lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ thứ gì. Người ấy sẽ không còn chấp chay chấp mặn, không chấp Phật này Chúa kia, không phân biệt ta người, mà biết đứng ở giữa quan sát mọi thứ đến rồi đi trong lặng lẽ. Anh ta lắng nghe đến đây, trong lòng dần dần hiểu ra điều gì đó. Cao nhân nhìn anh và nói thêm, Thanh à, hãy nhớ lời của Đức Phật, chúng ta là những gì chúng ta nghĩ. Tất cả những gì chúng ta có đều xuất phát từ suy nghĩ của chúng ta. Cuộc gặp gỡ ấy đã thay đổi cuộc đời của anh. Anh trở về học cách sống trong hiện tại, học cách chấp nhận và tùy duyên. Nhưng quan trọng nhất, anh đã học được cách hiểu và yêu thương chính mình. Anh dần tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống, không còn cảm thấy cuộc đời chỉ toàn khổ đau. Anh đã hiểu ra rằng bình an hạnh phúc không có ở ngoài kia, mà nằm ngay trong chính tâm hồn mình. Một khi quay vào bên trong tìm lại chính mình, tìm về hơi thở trầm ổn chậm đều, là nơi bình an vốn luôn ngự trị. Dân, quý vị cũng nên quay vào bên trong tâm mình để đối diện với nó, tâm sự và dỗ về đứa trẻ đó mỗi ngày. Những phút giây thư giãn và lắng lòng theo hơi thở sẽ là phương tiện giúp quý vị tìm thấy bình an. Sau đây, tôi xin chia sẻ với chúng ta 15 kiến thức sức khỏe y học cổ truyền từ ngàn năm để bảo vệ sức khỏe và sống lâu sống khỏe. 1. Giấc ngủ là yếu tố đầu tiên của sức khỏe. Thời gian đi ngủ nên từ 21 đến 23 giờ giờ đêm, nhất là trong ngày mùa đông. Mà mùa đông là chủ yếu ẩn tàng, nếu không ngủ sớm vào mùa đông, xuân hạ sẽ không thể khỏe mạnh. Ngủ sớm và dậy sớm sẽ kích thích tinh thần và cảm giác khỏe mạnh. Tránh ngủ quá nhiều để tránh mất sức. Tranh cãi vào buổi tối sẽ làm đau ruột như muối xác. 2. Tất cả các loại thuốc đều điều trị triệu chứng, không phải nguyên nhân gốc rễ. Dù đó là thuốc đông y hay thuốc tây y, vì mọi bệnh tật đều có nhân và quả. Nếu nguyên nhân của sai lầm không được loại trừ, thì hậu quả của sai lầm đó sẽ không bao giờ được tận diệt. Gốc rễ của sức khỏe nằm ở trái tim. Mọi pháp đều phát sinh từ trái tim. Nếu trái tim thanh tịnh, thì cơ thể sẽ thanh tịnh. Cho nên khi có bệnh bên trong, thì đừng cầu cứu từ bên ngoài. Bạn phải dựa vào khả năng chữa lành của chính cơ thể mình. 3. Dưỡng sinh là hoạt động, dưỡng tâm là yên tĩnh. Nếu tâm không thanh tịnh, ưu tư và ảo tưởng sẽ dễ xuất hiện. Tâm thần an bình thì bệnh sẽ khó đến gần. Nhắm mắt để dưỡng thần, trong tĩnh tâm mới có lợi cho trí não. Hầu hết các triệu chứng bệnh tật là hiện tượng do cơ thể con người điều chỉnh và làm sạch chất thải trong cơ thể. Đây là trạng thái do cơ thể tự động điều chỉnh cân bằng. Do đó, nên coi là hiện tượng sinh lý bình thường và không nên được coi là loại bỏ nguyên nhân gây bệnh. Vì vậy, khi con người bị bệnh thì không được oán giận hay giận dữ mà phải tĩnh tâm. Khi tâm tĩnh thì khí sẽ lưu thông, khí lưu thông thì máu lưu thông thuận lợi. Và máu sẽ lưu thông thuận lợi thì mọi bệnh tật sẽ tự biến mất.
4. Sức khỏe con người không thể tách rời khỏi hai yếu tố chính. 1. Là khí huyết đầy đủ. Và 2. Là kinh mạch thông suốt, bao gồm các mạch máu và các kênh thải chất cặn bã. Trong cơ thể con người càng có nhiều rác thì càng cần nhiều khí máu để loại bỏ. Tuy nhiên, khí trong máu bị giảm do rác thải nhiều và tắc nghẽn mạch máu sẽ tạo thành một dòng luẩn quẩn. Đó cũng là một dòng luẩn quẩn khiến bệnh tật không thể khỏi và là cơ chế lão hóa của con người. Vì vậy, nếu bạn muốn khỏe mạnh và trẻ mãi không già thì phải: 1. Giảm bớt rác độc tố trong cơ thể. 2. Tăng cường sự lưu thông thông suốt của mạch máu và kinh mạch. 3. Tăng khí huyết trong cơ thể. 5. Tăng thức ăn quá mức không những không làm tăng năng lượng máu mà còn trở thành gánh nặng rác thải trong cơ thể. Do đó, cơ thể phải đào thải ra ngoài bằng cách tiêu hao năng lượng máu. Nội tạng là nhà máy xử lý khí huyết, thực phẩm là nguyên liệu thô. Vì khả năng chế biến có hạn mà thực phẩm là không giới hạn, cho nên lượng thức ăn phải được kiểm soát. Dược bổ và thực phẩm bổ dưỡng, đừng quên tâm bổ. Hãy coi tiền như cỏ, coi thân như bảo vật, hạn chế tiếp xúc với khói và lửa, tốt nhất là không ăn. Khi nấu chín thức ăn, hạn chế sử dụng dầu, ăn ít nhưng cẩn thận. 6. Tập thể dục phù hợp có thể giúp khí huyết lưu thông trong người, nhưng cũng tiêu hao khí huyết của con người. Quá trình tuần hoàn vi mô của cơ thể chủ yếu phải đạt được thông qua sự thư giãn và yên tĩnh. Điều này cũng rất cần thiết cho sức khỏe. Bạn có thể tập hít thở, ngồi thiền hay tập khí công. Dưỡng sinh cần cù, dưỡng tâm yên tĩnh. Khi đã vào tuổi già, hãy rèn luyện bằng việc đi bộ chạy chậm, tập công múa kiếm. Đừng sợ trước giá lạnh, hãy quét sạch sân nhà, sáng tạo với hội họa và có tâm độ lượng. 7. Ăn gạo có trấu, thức ăn có chất xơ. Nam không thể thiếu rau rẫy, nữ không thể thiếu ngó sen, củ cải trắng. Sống không tốt nhưng chín thì bổ. Ăn không quá no, tránh nằm khi no quá. Chỉ ăn đồ mới nấu chín, uống nước mới sôi. Đã ăn no thì không gội đầu, già đói thì không tắm. Rửa mặt bằng nước lạnh, vừa đẹp vừa khỏe. Khi mồ hôi chưa khô, đừng tắm nước lạnh. Đánh răng bằng nước ấm để chống ê răng. Hãy ăn mặc để giữ ấm, vì sức khỏe là sống. Tránh chạm răng khi thời tiết lạnh, tránh chạm môi khi thời tiết nóng. 8. Giữ gìn sức khỏe, thực chất chính là chăm sóc cơ thể, với thói quen ăn uống và lối sống lành mạnh. Điều này sẽ giúp chúng ta chăm sóc cơ thể ở trạng thái tốt nhất. Giữ gìn sức khỏe có thể thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, loại bỏ mệt mỏi, mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe của cơ thể chúng ta. 9. Mỗi ngày ăn 3 bữa, thức ăn phù hợp, bao gồm rau xanh và hoa quả. Có thể ăn thỏa thích, nhưng không quá nhiều. Đi ngủ đúng giờ và thức dậy vào giờ, nằm dậy nhẹ nhàng mà không vội hay gấp. Khi uống rượu, hãy uống với mức độ vừa phải và không nên tham gia vào các cuộc chơi danh vọng và lợi ích cá nhân. Tránh giận dữ trong cuộc sống hàng ngày và có lòng rộng lượng. 10. Trong ẩm thực, hạn chế sự tham lam, chỉ ăn ít trong bữa tối. Khi ăn không nên nói chuyện, không nên hút thuốc. Hạn chế lượng muối và đường, tránh ăn quá mặn, ăn ít thức ăn chứa chất béo và không ăn quá nhiều cơm. Nên ăn nhiều rau quả, ít ăn đồ thịt. Hạn chế việc ăn uống và ngủ quá mức. Hãy để đầu luôn mát mẻ, giữ ấm cho chân. 11. Luyện tập cơ thể thông qua hoạt động động và tĩnh, duy trì cuộc sống hài hòa để có tâm khỏe mạnh. Nên ăn uống đủ chất, nấu ăn phải thực dưỡng, no ăn 8 phần mà nhẹ nhõm và tự khai thông tạng. Để tâm không bị bệnh, chúng ta nên phòng trước bệnh tật. Tâm lý tốt sẽ giúp thân thể khỏe mạnh.
tâm cần được cân bằng, hiểu biết và cảm xúc ổn định để tránh bệnh tật. 12. Ăn mỗi ngày một đầu heo không bằng nằm ngủ ngon trên giường. Ăn 3 ngày một con dê không bằng rửa chân trước khi đi ngủ. Chọn gối đầu một cách hợp lý để tránh mệt mỏi khi ngủ. Trước khi ngủ, người nên để tâm yên lặng để người ngủ sau. Trước khi đi ngủ, không nên thắp đèn và sáng dậy không bị chóng mặt. Để cơ thể nhẹ nhõm khi ngủ, chân không nên hướng về phía tây và đầu không nên hướng về phía đông. Không nên ngủ ở những nơi đường nhỏ, nhất là khi có gió. Hướng đầu theo chiều gió giúp cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Hướng chân theo chiều gió, hãy mời thầy lang. 13. Sử dụng đầu óc mà không làm việc quá sức, hạn chế lo lắng để nuôi dưỡng tâm hồn và tránh náo động. Vận động tay tốt cho não, giúp phòng ngừa cảm lạnh và cúm. Cuộc sống hàng ngày phải tuân thủ quy luật và giữ sức khỏe tốt. Người nóng giận dễ già yếu, vì vậy hãy thể hiện những điều tốt đẹp để làm vui lòng mọi người. Hãy thưởng thức thư họa, đi câu cá bên suối và tự do tham gia vào những sở thích mà mình thích. 14. Trong mùa hè, không nên ngủ trên đá. Trong mùa thu, không nên ngủ trên mặt nước. Trong mùa xuân, không nên phơi lỗ tai. Trong mùa đông, không nên che đầu. Ban ngày, chúng ta phải hoạt động và buổi tối nên giảm thời gian mơ màng. Khi nghe tiếng gà gáy, hãy thức dậy, trồng hoa và nuôi chim, đọc sách và ngâm thơ, chơi cờ và hát kịch, không tham gia vào việc thể xác, không nhớ việc riêng, không chiếm lợi riêng, vui chơi biết đủ, không cầu giàu sang. 15. Tất cả trí tuệ mà con người có được chắc chắn không phải học được từ sách vở, mà đến từ sự chân thành và tấm lòng trong sáng của chính bạn. Đây là điều mà Phật giáo gọi là Bồ Đề Tâm và từ sự buông bỏ. Dân, có một định luật cuộc sống mà tôi đã nghe trăm lần, vẫn không thấy chán. Xin chia sẻ cho bạn để sống tốt hơn, đó là định luật quả. Xưa có một câu chuyện như thế này, một con quạ và một con chim bồ câu sống trong một khu rừng nhỏ. Một ngày nọ, con quạ chuẩn bị rời đi và nói lời tạm biệt với người bạn chim bồ câu của mình. Chim bồ câu hỏi nó, tại sao bạn lại muốn chuyển đi? Quạ trả lời, thật ra tôi không muốn di chuyển, nhưng người dân ở đây quá không thân thiện với tôi. Họ cho rằng tiếng hét của tôi quá khó chịu và họ không chào đón tôi ở lại. Tôi thực sự không thể ở lại lâu hơn nữa. Bồ câu suy nghĩ hồi lâu rồi nói với quạ, bạn ơi, nếu bạn không thay đổi giọng nói, vẫn giữ nguyên ngữ khí của mình, thì dù bạn bay đến đâu cũng không ai chào đón bạn. Dân, đây là luật quả. Nếu bạn không thay đổi một số khuyết điểm của mình mà mù quáng chọn cách trốn tránh, thì vấn đề sẽ không được giải quyết và bạn sẽ còn gặp nhiều rắc rối hơn. Dấu hiệu của sự trưởng thành của một người là người đó luôn có thể nhìn nhận lại bản thân, bình tĩnh đối mặt với những khuyết điểm và nỗ lực thay đổi để tốt hơn mỗi ngày. Là con người, không ai có thể thoát khỏi việc làm sai trái. Mọi người đều mắc sai lầm và không ai là hoàn hảo. Nhưng đổ lỗi một cách mù quáng chỉ có thể làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn. Không tự trách bản thân khi mọi việc bấy như ý không chỉ phản ánh sự tu dưỡng bản thân mà còn giúp mọi việc được giải quyết tốt hơn. Hãy học cách đặt mình vào vị trí của người khác, đồng cảm với người khác. Ngừng đổ lỗi và học cách bao dung thì cuộc sống sẽ ngày càng suôn sẻ hơn và con đường dẫn đến bình an hạnh phúc sẽ ngày càng rộng mở hơn. Có người nói, cuộc đời chỉ có thể tóm gọn trong 3 câu này. Câu đầu tiên là trách nhiệm của bạn, là sự chỉ đạo của bạn. Kinh nghiệm của bạn là vốn của bạn. Tính cách của bạn là số phận của bạn. Câu thứ hai là làm những việc phức tạp một cách đơn giản và bạn sẽ trở thành chuyên gia.
Nếu bạn làm những việc đơn giản nhiều lần, bạn sẽ trở thành chuyên gia. Nếu bạn làm những việc lặp đi lặp lại một cách cẩn thận, bạn sẽ là người chiến thắng. Câu thứ ba là vẻ đẹp thuộc về người tự tin, cơ hội thuộc về người tiên phong và điều kỳ diệu thuộc về những người kiên trì. Nếu không muốn làm, bạn sẽ luôn tìm lý do. Nếu bạn muốn làm, bạn sẽ luôn tìm ra giải pháp. Dân, cuộc sống là một bức tranh kỳ diệu với những mảng màu đối lập nhưng hài hòa. Cuộc sống mang đến cho chúng ta bài học sâu sắc về sự thật của hạnh phúc và khổ đau. Trong cuộc đời này, chúng ta gặp phải khổ đau cũng như niềm vui. Mỗi phần đều có ý nghĩa và giá trị riêng biệt. Đó là những phần không thể tách rời, tạo nên sự cân bằng. Cũng như bóng tối và ánh sáng, không có cái này thì cái kia cũng mất đi ý nghĩa. Trong tìm kiếm hạnh phúc, con người thường mắc phải sai lầm khi cho rằng sự sung sướng nằm ở những thứ vật chất, sự xa xỉ và những trải nghiệm hưng phấn. Nhưng thật ra, càng tham lam truy cầu, chúng ta càng rơi vào tình trạng túng thiếu tinh thần, mất mát đi bình an hạnh phúc. Cuộc sống, khi được sống một cách đơn giản, mới thực sự mang đến sự đủ đầy. Có một triết lý sâu sắc nói rằng, đi tìm sung sướng, ta sẽ gặp bất hạnh, trải qua hết bất hạnh mà buông bỏ, ta lại tìm thấy hạnh phúc bình an. Điều này chứng minh rằng, trong sự truy cầu không ngừng nghỉ, con người thường không nhận ra giá trị thực sự của hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là điểm đến, mà là quá trình trải nghiệm và cảm nhận cuộc sống mỗi ngày. Khi chúng ta học cách buông bỏ, không còn ám ảnh bởi những ham muốn vật chất, ta mới thực sự tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Sự thật là, càng hưởng thụ nhiều, ta càng tổn thọ và chết sớm, càng biết đủ và thuận theo tự nhiên, ta càng ung dung tự tại giữa đời. Chính sự quá độ trong mọi hình thức hưởng thụ chỉ làm giảm đi chất lượng cuộc sống, thậm chí có hại cho sức khỏe và tinh thần. Trong khi đó, việc sống một cuộc đời đơn giản, biết đủ và hài hòa với tự nhiên lại mang đến cho ta sức khỏe, tâm hồn thanh thản và tuổi thọ dài lâu. Cuộc sống như một dòng sông không ngừng chảy trôi. Chúng ta không thể kiểm soát mọi thứ xảy ra, nhưng có thể chọn cách đối mặt và cách trải nghiệm nó. Sự thật của cuộc sống không phải là việc tìm kiếm những điều xa hoa, mà là việc học cách sống hòa mình với tự nhiên và tìm kiếm hạnh phúc trong những điều giản dị nhất. Khi chúng ta học được cách sống đủ đầy trong sự giản đơn, ta sẽ thấy cuộc sống trở nên phong phú và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Trong suốt quãng đời còn lại, hãy nghiêm khắc với bản thân, bao dung với người khác và làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Và bạn sẽ luôn ung dung tự tại và tìm thấy bình yên trong mỗi hơi thở. Chúc quý vị và các bạn luôn sống một đời thức tỉnh trọn vẹn và an nhiên tự tại cùng con cháu. Cảm ơn đã ủng hộ Bờ Tỉnh Thức Mỗi Ngày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.